Sếp em Malaysia hot nhất mạng xã hội, từ thợ cắt tóc đi xin gạo phất lên tặng chồng dàn siêu xe 200 tỷ. Những video múa hát nịnh sếp của một cơ sở kinh doanh với khẩu hiệu sếp em Malaysia thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Từ đó, nhiều người bày tỏ sự tò mò về danh tính Malaysia thực ra là ai. Cộng đồng mạng Việt Nam dạo gần đây xôn xao trước những video liên quan đến một người phụ nữ tên Malaysia. Cụ thể, trên TikTok, Facebook cũng như các nền tảng mạng xã hội khác, cụm từ sếp em Malaysia được nhiều người tìm kiếm sau một loạt clip hát múa mừng sinh nhật liên hoan của một cơ sở kinh doanh. Những ca từ được viết lại dựa trên beat của bài hát mừng sinh nhật hay vui chơi trung thu để nịnh sếp Malaysia khiến khán giả cười ngất. Việc các nhân viên đứng xếp hàng ngay ngắn và ca múa hát cho sếp vui là một việc làm hiếm có trong văn hóa của các công ty, cơ quan ngày nay. Một số netizen bày tỏ sự thích thú với việc tình cảm giữa sếp và nhân viên gắn kết vui vẻ, đi làm cũng không cảm thấy áp lực. Ngoài ra, danh tính của sếp Malaysia được nhắc đến khiến nhiều người tự hỏi đây là ai. Được biết, nhân vật trung tâm của sếp em Malaysia tên thật là Phan Thị Mai, quê quán ở Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ở tuổi U50, Malaysia có một gia đình đầm ấm bên chồng và các con tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên Malaysia khá có tiếng trong lĩnh vực làm đẹp. Cô sở hữu hệ thống kinh doanh rộng khắp ở nhiều nơi và có đội ngũ nhân viên khổng lồ. Tuy nhiên, theo như tìm hiểu, Malaysia có tuổi thơ bất hạnh khi cha mất sớm khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Lúc còn đi học, Malaysia làm thuê làm mướn như bán giày, bê cháp, cắt tóc để kiếm thêm thu nhập. Sau này, cô có cơ hội làm việc trong lĩnh vực sắc đẹp và bén duyên với nghề đến hiện tại. Ngoài ra, cô còn gây choáng khi tặng ông xã, tên thường gọi là sếp Khánh dàn siêu xe trị giá hàng trăm tỷ đồng. Được biết, chồng của nữ đại gia là ông Hoàng Kim Khánh sinh năm 1990, quê ở Nghệ An. Ông tốt nghiệp trường kinh tế và là chuyên viên sở tài chính Hà Nội. Năm 2006, ông gia nhập Consortium Investissement và Construction Society ăn ở NIM N8 với tư cách là thành viên ban kiểm soát. Năm 2007, vợ ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Malaysia và anh giữ chức vụ CEO. Cũng giống vợ của mình, ông cũng là một tay chơi siêu xe có tiếng. Những chiếc siêu xe đắt đỏ mà hai vợ chồng Malaysia sở hữu có thể kể đến như V8 Vanta, 15 tỷ đồng, McLaren Senna, 20 tỷ đồng, Lamborghini Aventador S, 40 tỷ đồng, Bentley Bến Tây Gà, Mulsanne EVKB, 70 tỷ đồng, Koenigsegg Regera, 130 tỷ đồng, cùng rất nhiều chiếc xe giá trị khác. Trước đây, gia đình bà Phan Thị Mai đã chịu khổ nhiều rồi nên ngay sau khi trở thành đại gia thì bà đã quay về quê hương Hà Tĩnh xây cho mẹ căn nhà thật to để báo hiếu. Giờ đây Mai đã thực hiện được, Mai đã xây cho mẹ một ngôi nhà, phải đẹp nhất nhì tỉnh Hà Tĩnh, không có đẹp thứ ba nha, nữ đại gia tự hào chia sẻ. Là một người giàu, bà Phan Thị Mai luôn mong muốn giúp đỡ được nhiều người. Nhân viên trong công ty của bà luôn nhận được mức lương cao. Nữ đại gia từng bật mí rằng mỗi tháng phải móc hầu bao số tiền hàng chục tỷ đồng chỉ để trả lương, vì lương tạp vụ bên thấp nhất đã hơn 10 triệu còn một số anh em nhận lương tới hàng trăm triệu tùy bộ phận. Trước đó, nữ đại gia từng khoe với cư dân mạng cô con dâu 9 năm của mình trên kênh TikTok với tâm trạng rất vui. Nhiều người đã nhận xét rằng hai mẹ con có nhiều nét giống nhau. Xem video thì có thể thấy mẹ chồng đại gia trông rất trẻ trung, dường như không hơn tuổi con dâu là bao. Đặc biệt, một số cư dân mạng còn nhận xét rằng trông hai người có những nét khá tương đồng, đặc biệt là làn da trắng. Không chỉ có vậy, cặp mẹ chồng nàng dâu này còn thân thiết, vui vẻ khác hẳn với nhiều định kiến trước đây về mối quan hệ này. Nữ đại gia Malaysia cũng truyền tải thông điệp rằng con người không phải cục đá, cứ yêu thương rồi sẽ được yêu thương lại. Được biết, con dâu của đại gia Malaysia đã lấy con trai của cô được 9 năm và tên là Lê Duyên. Trên trang cá nhân của mình, Lê Duyên cũng có đến hơn 30k lượt theo dõi và thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh đời sống. Duyên được nhận xét là có nước da trắng, khuôn mặt rạng rỡ và khá xinh đẹp.